Cha đây, có cha đây, còn thế nào? Ngắm tay cha, đây có bóng màu dày. Nó xanh dương, màu xanh dương. Kéo thêm một chút may mắn nữa, chúng ta sẽ làm một chiếc xe, một chiếc xe kem thật to. Mình cùng cắt tấm bìa cứng thôi và cùng nhau dính băng keo chặt. Giờ dùng băng keo quấn mấy vòng, chúng con thật buồn cười. Xanh lá cây vàng hồng và đỏ. Hai bố con mình cùng vẽ, tay bố tay con thật dễ thương. Một chiếc xe kem cầu vồng. Làm là may một con thú bông. Bố có một ý tưởng hay để bố đi chuẩn bị. Này đây một hộp đồ may và trong đó có tất cả. Con muốn may con lợn hay con thỏ hay là may con mèo. Vải hồng xinh xắn trông giống con và mình cũng cắt nhiều miếng vải. Giỏ giỏ chị, ôi hay quá. Bố sẽ may cho con, ôi nó rồi phải làm lại thôi. Ôi ngón tay của bố. Oh no. Con sẽ giúp chữa hết vết thương. Ôi thật mềm, nó dễ thương quá.
What? Ôi không bố ơi, nó không chạy, con khiến xe đạp hư. Bố có một ý tưởng, hãy để bố giúp sửa xe. Giờ con đừng lo nữa nhé, mang dụng cụ cho bố. Bố sửa xe cho con xong, nó sẽ trông như mới. Cùng đặt xe con ngược xuống thôi, để bố xem nó hỏng chỗ nào. Giờ hãy siết chặt ốc đi con, hãy dùng đồ để siết ốc đi. Giờ hãy cùng sửa bánh xe, đặt lại xích xe của con. Con đã xong rồi, ôi hay quá. Bánh xe đã có thể quay vòng và quay vòng và quay vòng. Em có kem, sốt cô la và thêm ít kem dâu. Này em ơi, cho anh cái kem sốt cô la đi. Có anh đây và nó thật sự là rất ngon. Em được bố máy cho tô bông, em được điểm tốt nhất ở trường. Xe đạp anh cũng do bố sửa, giờ nó trông như xe mới. Còn có hơn, bố thật là ngầu. Vâng bố ơi, bố là nhất. Cả nhà đi cầm chai nào, cả nhà đi cầm chai thôi. Hey ho, biết ly ai chúng ta cũng cầm chai nào. Cả nhà đi cầm chai nào, cả nhà đi cầm chai thôi. Hey ho, biết ly ai chúng ta cũng cầm chai nào. Trời thật là tôi gì bên kia ơi khao. Còn quái vật có tài lớn. Ôi quái vật à. Ờ thì ra là bố. Bố làm chúng con sợ. Con ơi đừng sợ nhé, không sao đâu con à. Cả nhà đi cầm chai nào, cả nhà đi cầm chai thôi. Hay hô điên ly ai chúng ta cũng cầm chai nào. Cây đằng kia dịch chuyên, ôi không tiếng gì đây. Còn quái vật ba sừng lớn, ôi quái vật a. Bọc ơi bọc ở đây, con cảm thấy sợ kia. Rồi đèn pin sáng đó, nhìn xem nó là một chú gà. Cả nhà đi cầm chai nào, cả nhà đi cầm chai thôi. Ta sẽ nhìn xung quanh. Ôi bố nghe tiếng shh. Con quái vật quay que nhặng lớn. Ôi quái vật a. Tạm không muốn nhìn thấy. Chúng ta phải chạy thật nhanh. Rọi đèn pin sáng đo, nhìn xem chỉ là một chú rơi. Cả nhà đi cầm chai nào, cả nhà đi cầm chai thôi. Chỉ là mẹ thôi. Mẹ nhìn trông giống chú nà.
rồi.